8 tháng 3 ấy. Anh có thể quà anh tặng em như ngày 8 tháng 3. Em không thích. Anh nhìn lại anh đi. Quần áo, giày dép, đầu tóc. Em có đáng để yêu tôi không? Đồ nhà quê như anh cũng đòi yêu tôi á. Anh thì có bao nhiêu lâu rồi ấy. Anh cũng hiểu mức tặng em. Tại vì anh yêu em từ rất lâu rồi ấy. Anh biết anh yêu thật, nhưng mà tình cảm của anh dành cho em rất là nhiều. Nhưng mà tôi không thích anh. Tôi không thích. Đồ nhà quê. Anh buồn cười nhở. Anh mặt gầy thế. Tôi nói cho anh không hiểu à. Tôi không nhận đấy. Thế bây giờ em nhận quà của anh không? Em vẫn quyết định nhận quà của anh. Không nhận. Không nhận. Bây giờ mày có nhận không? Hả? Cố nhét thoại mồm nhận không? Em có. Qua đi nào. Ôm nào. Mày đã nhét thoại mồm rồi. Bây giờ đi nhà nghỉ không? Em có. Ai trả tiền? Lên xe. Mày thằng này. Qua muốn cứ muốn nhận thoại. Mày muốn làm ma. Cầm đâu ạ? Lên xe. Mày hoa thích cứ thích nhận tuổi. Ôm nào. Ôm chặt nào. Mày chó này. Cả chú nhìn cái bà con mặc làm gì nữa. Hey Siri, gấu rô thang. Gấu rô thang 就是用狗肉炖成的汤，在狗肉汤饭店，所有的狗肉汤都是当天的新鲜肉一天一。
xem xong thì hãy nhớ like. Chờ anh lại nào. Bạn xem xong thì hãy nhớ subscribe và chờ anh sau.